Nhà bác chuyển sang nhà mới mà chả bảo cháu gì cả. Sao tôi lại phải bảo với cô? Mà sau bao nhiêu chuyện cô vẫn còn mặt dày đến nhà tôi nhỉ? Thưa bác, con cũng chỉ vì bất đắc dĩ, con quá yêu anh Dân mà không xây được anh ấy nên con mới làm như thế. Nếu không có chuyện gì thì mời cô về cho. Không, sao cháu phải về? Cháu có mua ít đồ về làm cơm, bác để cháu làm lành nhá. Thôi được rồi, ném người chạy đi chứ không ai ném đá chạy lại. Thế cháu lại tự vào nhá. Dù gì cũng là khách, cháu lên trên tầng uống nước đi, để bác nấu nướng cho. Nhưng mà cháu... Cháu cái bẩn lau tao táo ấy, đi ra đi. Để bác lo. Dạ vâng. Cháu ăn cơm đi, ngại là hại dạ dày lắm đấy. Dạ, bác ăn đi ạ. Lúc ở nhà cháu cũng ăn một chút rồi, lát nữa cháu mới ăn được ạ. Phải công nhận, đồ cháu mua vừa tươi vừa ngon. Bác ăn no rồi đúng không ạ? 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Có chuyện gì đấy cháu? Sao bà ta không làm sao? À không có gì bác, cháu khát nước quá, cháu đi làm ngụm nước đã. Không nhẽ, thuốc sổ này có vấn đề, ta phải đi kiểm tra mới được. Đau bụng quá, thôi chết rồi, mẹ ơi. Bình nước mà bà không bị đi ngoài hả? Ô, thế là cháu Lú có đào tạo rồi. Nhà bác xưa nay toàn uống nước trực tiếp ở máy lọc nước RO, mua của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ và thương mại An Phú. Lọc siêu sạch, uống nóng, lạnh, tùy thích. Đấy, cháu xem cái màu ấy kìa. Ui là trời, đẹp xuất sắc. Là nó à? Ừ, còn cái bình kia là bác để nước rửa rau thừa, để sau bà tưới cây mà cháu. Ai lại uống nước bằng cái đấy bao giờ? Cháu mất công mua thuốc sổ đổ vào đấy, phí tiền thật đấy. Máy lọc nước RO vừa lọc sạch được nước, không chỉ lọc được cặn bã của xã hội mà còn rửa được cả nghiệp cho cháu đấy Nhung ạ. Cút khỏi nhà tao ngay. Đi thì đi, sợ gì.